là đòi ăn sữa chua. Nó bảo là quán sáng. Em còn 1.000 lẻ kìa, mai mua đi. Em còn 1.000. Góp thêm vào đi mua đi. Chắc tầm 40.000 một cân thì em có 1.000, mai bỏ 3kg thì thôi. Em mua nửa cân thôi. Đúng là Huy. Nửa cân 20.000 thì bỏ 19.000 nữa. Con Huy về chị đây. Chị hết lại rồi chứ. Ừ đấy. Mà sao con này nó bán hẳn 70.000 một cân. Đấy là táo, ừ đấy là ấy, không phải mới sổi gì. Nó ấy. Con này bán lúc nào cũng đắt mà. Này giãn thế nhỉ. Kéo nhiều sợ nó giãn là cái không ôm. Cho cục riêng đất đi. Team.
45. 46. 47.